Đề tài Oan gia đã được thuyết giảng nhiều lần từ năm 2010 đến 2013. Tập sách này đúc kết lại các buổi giảng trên. Cốt lõi Oan gia chỉ có một, nhưng mỗi lần giảng thì tôi thêm vào nhiều câu chuyện rút tỉa từ kinh sách, báo chí, Internet hoặc nghe kể lại. Sống ở đời, ai cũng đi tìm hạnh phúc, muốn có một gia đình, vợ chồng yêu thương, chung thủy với nhau, muốn có con cái ngoan ngoãn, hiếu thảo, anh em hòa thuận. Sự mong ước rất đơn giản như vậy, nhưng nhiều người suốt đời tìm hoài không được. Ngược lại, nhiều khi những người thân thương mà ta trông chờ hạnh phúc lại là người làm khổ ta nhiều nhất. Ta muốn họ làm vừa ý ta thì họ lại luôn làm trái ý ta. Chưa kể họ bắt ta phải theo ý họ hoặc bỏ bê, hất hủi, mắng chửi, đánh đập ta. Tại sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy? Tại sao những người thân thương không thương yêu ta đúng như nghĩa thân thương mà lại làm khổ ta? Mời bạn đọc tìm câu trả lời trong tập sách này. Ta Bà, tháng 6 năm 2014. Thích Trí Siêu. Một, Patachara. Patachara là một tiểu thư trẻ đẹp, con nhà giàu có ở thành Xá Vệ. Khi lớn lên, nàng đem lòng yêu thương một chàng trai giúp việc trong nhà. Hai người đang yêu thương nhau thì cha mẹ nàng báo tin sắp sửa gả nàng cho con trai của một gia đình giàu có, môn đăng hộ đối. Khi nghe tin này, nàng liền đánh cắp một số tiền lớn của cha mẹ, rồi cùng người yêu trốn nhà đi xây tổ uyên ương ở một nơi thật xa. Sau một thời gian, số tiền mang theo vơi cạn, cuộc sống của hai người dần dần trở nên túng thiếu cơ cực. Rồi một ngày nọ, nàng mang thai. Là một tiểu thư khuê các, không quen cực khổ, nàng năn nỉ chồng trở về nhà cha mẹ để nhờ cha mẹ giúp đỡ lúc sinh nở. Nhưng người chồng không bằng lòng vì sợ bị bắt bớ tù tội. Gần đến ngày sinh nở nhưng vẫn không thuyết phục được chồng nên nàng liền bỏ trốn, tìm đường trở về nhà cha mẹ. Người chồng khi đi làm về, không thấy vợ, liền vội vã chạy đi tìm. Nàng Patachara, phần bụng mang dạ chữa gần ngày sinh nở, phần không quen lặn lội đường xa, nên chồng nàng rượt bắt kịp dễ dàng. Lúc đó, nàng cũng vừa sinh hạ đứa con đầu lòng, nên bỏ ý định về nhà cha mẹ và theo chồng trở về nhà. Hai vợ chồng và đứa con tiếp tục cuộc sống vất vả thiếu thốn. Rồi nàng lại mang thai, đứa con thứ hai, và chuyện cũ lại tái diễn. Sau khi năn nỉ chồng, cùng nhau trở về nhà cha mẹ và chồng không đồng ý, nàng lại dắt con bỏ trốn khi chồng đi làm. Nhưng lần này, nàng đi một cách khổ nhọc hơn vì ngoài cái thai gần ngày sinh, nàng còn phải dắt thêm một đứa bé mới lên 2 tuổi. Phước bất trùng lai, họa vô đơn chí, mới đi được một quãng, trời nổi cơn giông bão, mưa lớn trút xuống như thác. Nàng phải dẫn con ẩn nấp dưới các tàn cây trong rừng cho qua cơn mưa bão. Phần vì lạnh lẽo và quá sợ hãi, nàng chuyển bụng và đứa con chào đời sớm hơn dự tính. Nước mưa từ cơn bão tiếp tục đổ xuống, các tàn cây không đủ che mưa cho hai đứa con. Nàng phải đặt hai đứa bé dưới đất rồi quỳ trên hai tay và hai chân, dùng thân mình che mưa cho các con. Người chồng đi làm về, không thấy vợ thì biết ngay nàng đã trốn về nhà cha mẹ như lần trước, nên vội vã chạy đi tìm. Sau một hồi, chàng cũng gặp được vợ con. Nàng Patachara và hai đứa bé khi đó bị ướt lạnh run rẩy. Nàng hối chồng đi tìm củi khô để đốt sưởi ấm. Người chồng thương vợ con, dù trời mưa ngập nước, vẫn hấp tấp chạy đi tìm củi khô. Nàng chờ một hồi lâu không thấy chồng trở về, linh tính cho biết có chuyện gì chẳng may. Nàng liền gắng gượng, tay bồng, tay dắt con thơ đi tìm chồng. Đi được một quãng thì một cảnh tượng đau lòng hiện ra. Chồng nàng nằm chết
bên một bụi cây, thân xác bầm tím. Nàng biết chồng đã bị rắn độc cắn chết. Nàng ôm xác chồng, đau khổ khóc than thảm thiết, tự trách vì mình mà chồng phải tử vong. Than khóc một hồi, cuối cùng nàng đành gạt lệ, tay bồng tay dắt hai con tìm đường về nhà cha mẹ. Đi được một quãng thì gặp một dòng sông nước chảy xiết do cơn bão ngày hôm trước. Ngoài cách lội qua sông, nàng không còn đường nào khác để đi. Thể chất của nàng còn quá yếu vì mới sinh nở nên không thể bồng bế hai con băng qua sông một lượt. Nàng bèn để đứa con lớn ngồi lại trên bờ và dặn con ngồi đây chờ mẹ bồng em qua bên kia rồi sẽ trở lại ẵm con qua sau. Đứa bé vâng lời, ngồi ở bờ bên này chờ mẹ. Nàng liền bế đứa con mới sinh, lội qua bờ bên kia. Đến nơi, nàng đặt con xuống đất, cởi áo đắp cho con xong, vội vã quay trở lại bờ bên kia, đón đứa con lớn. Lội đến gần giữa sông, nàng quay đầu lại xem chừng đứa con sơ sinh của mình thì hỡi ôi. Một con diều hâu trên cao, nhìn thấy đứa bé đang nằm bên dưới, đúng là miếng mồi ngon, nên sà xuống chụp lấy. Nàng hoảng hốt la hét, giãy tay xua đuổi diều hâu, nhưng quá trễ, nó đã quặp lấy đứa nhỏ bay đi mất. Trong khi đó, đứa con lớn bên kia bờ thấy mẹ vừa giãy tay vừa kêu la, nó tưởng mẹ gọi nên chập chững bước xuống sông. Chỉ mới vài bước, nó đã bị dòng nước cuốn trôi đi trong tiếng gào thét hải hùng của người mẹ. Nàng Patachara lúc đó đau khổ, không bút mực nào tả xiết, chỉ trong một ngày mà ba người thân yêu của nàng lần lượt ra đi vĩnh viễn. Nàng như điên dại, khóc than lẩm bẩm, thôi đời ta đã mất tất cả rồi, không còn gì nữa hết. Khóc than cho đến lúc không còn nước mắt và hơi sức để khóc nữa, nàng gắng gượng lên đường, trở về nhà cha mẹ hy vọng, đó là nơi nương tựa cuối cùng. Đến chiều, nàng về tới thành Xá Vệ, khi hỏi thăm tin tức về gia đình, nàng mới hay là cơn bão hôm qua đã làm sập nhà, đè chết cha mẹ và em trai của nàng, dân làng đã mang ba người đó đi hỏa thiêu rồi. Không còn chịu đựng nổi cơn đau khổ cùng cực, nàng phát điên lên, xé quần xé áo, vừa đi vừa than khóc kể lể. Hai con ta đã chết, chồng ta đã qua đời, cha mẹ ta, em trai ta cũng chết. Bắt đầu từ đó, nàng trở thành một người điên và người ta gọi nàng là Patachara, tức là người không mặc quần áo. Đi đến đâu, nàng cũng bị xua đuổi, ném đất cát, rác rưởi dơ bẩn. Một ngày kia, Đức Phật đang giảng pháp tại kỳ viên Tịnh Xá, thì nàng thất thểu đi vào, thính chúng hoảng hốt ngăn cản vì sợ nàng làm mất sự trang nghiêm thanh tịnh của buổi giảng. Nhưng Đức Phật từ bi bảo, chớ có ngăn cản nàng, cứ để nàng tự nhiên vào gặp Như Lai. Khi nàng vào đến, Đức Phật bảo, này thiếu phụ Patachara, hãy tỉnh lại đi. Kỳ lạ thay, nghe lời nói từ bi êm dịu của Đức Phật, nàng như bừng tỉnh, nhìn lại mình, không một mảnh vải che thân, nàng hổ thẹn ngồi sụp xuống. Những người xung quanh thấy vậy, liền đưa cho nàng vài tấm khăn để khoác lên người. Sau đó, nàng quỳ xuống lạy Đức Phật và nói, bạch ngài, xin ngài cho con được nương tựa, vì bây giờ con lang thang không có chỗ dung thân. Con của con, một đứa bị nước lũ cuốn trôi, một đứa bị diều hâu tha mất. Chồng con bị rắn cắn chết, cha mẹ và em trai con bị nhà sập đè chết. Chỉ trong vòng một ngày mà tất cả những người thân yêu của con đã vĩnh viễn ra đi. Giờ đây con không còn người thân, không còn chỗ nương tựa, không có quần áo mặc, xin ngài từ bi cho con nương tựa nơi ngài. Đức Phật bảo nàng, này Patachara, chớ có nghĩ rằng nương tựa nơi này hay nơi khác, nương tựa người này hay người khác mà hết đau khổ. Và Đức Phật giảng cho Patachara nghe, từ nhiều kiếp luân hồi, nàng đã khóc vì mất chồng, mất con, mất người thân.
đây không phải là lần đầu. Nước mắt của nàng nhiều hơn nước của bốn biển. Phải thấy rõ được sự thật như vậy. Khi thấy được như vậy, thì kẻ trí biết sống lắng động, trau dồi giới đức, thanh lọc mọi ô nhiễm và tâm hướng đến niết bàn. Cha mẹ, vợ chồng, con cái không phải là nơi nương tựa. Vì sao? Vì họ sẽ bị luật vô thường chi phối. Chúng ta cứ mãi lầm lẫn, tìm nương tựa những nơi không đáng nương tựa. Vì vậy, chúng ta cứ khổ đau hoài trong dòng sinh tử, khóc đến nỗi nước mắt còn nhiều hơn nước của bốn biển. Sau cùng, Đức Phật nói bài kệ dạy cho nàng Patachara. Dầu cha mẹ, con cái, vợ chồng và quyến thuộc cũng không thể cứu giúp khi thân hoại mạng chung. Thấy được sự thật này, bậc trí thu thúc giới, thanh lọc hướng niết bàn. Kỳ diệu thay, nghe xong bài kệ, nàng Patachara chứng quả Tu Đà Hoàng là quả vị thứ nhất trong bốn thánh quả thanh văn và nàng liền sinh xuất gia với Đức Phật. Sau khi thọ giới tỳ kheo ni, sư cô Patachara nỗ lực tu tập để tiến lên những quả vị cao hơn. Một hôm, trong lúc múc nước rửa chân, sư cô quan sát thấy nước của gáo thứ nhất từ chân của sư cô chảy ra một đoạn, rồi thấm xuống đất. Sư cô xối lên chân gáo thứ hai, nước cũng chảy ra rồi thấm xuống đất, nhưng lần này nước chảy ra xa hơn lần trước. Lần thứ ba, nước chảy ra xa hơn hai lần đầu. Vừa rửa chân, sư cô vừa nhìn, vừa quán, ba lần nước chảy xuống đất. Sư cô quán chiếu thấy rằng cuộc đời này vô thường, thay đổi, không khác gì những dòng nước vừa chảy từ chân sư cô xuống đất. Bao cảnh chết chóc tang thương mà sư cô đã chứng kiến. Có những loài hữu tình chết khi còn trẻ, giống như sư cô xối nước lần đầu. Một số chúng sinh chết lúc trung niên, như sư cô xối nước lần thứ hai. Một số chết già, như dòng nước xối lần thứ ba. Lúc quán chiếu như vậy, tâm sư cô bắt đầu dừng lại, rồi trở nên vắng lặng. Đức Phật lúc đó đang ngồi trong tịnh thất, đọc được dòng tâm thức của sư cô, biết rằng sư cô đang trong tiến trình chứng đạo, ngài liền phóng ra một luồng hào quang hóa hiện trước mặt sư cô. Đức Phật bảo sư cô rằng: "Này Patachara, tất cả loài hữu tình cuối cùng rồi sẽ phải chết. Người sống 100 năm mà không thấy được pháp sinh diệt không bằng người chỉ sống một ngày mà nhận ra được pháp sinh diệt." Vừa nghe Đức Phật nói xong, sư cô liền chứng quả A-la-hán. Từ đó, sư cô bắt đầu đi thuyết pháp. Những người được nghe giảng đều phát tâm xuất gia với sư cô. Tất cả đều chứng thánh quả gọi là nhóm ni chúng Patachara. Từ một người phụ nữ đầy đau khổ, chỉ trong vòng một ngày mà mất tất cả người thân, khi gặp được Phật thì tỉnh ngộ, chứng được quả vị Tu Đà Hoàng, rồi từ từ lên đến A-la-hán. Sau khi có thần thông, sư cô biết được những kiếp trước của mình. Đức Phật dù biết tiền kiếp của sư cô, nhưng ngài muốn để sư cô tự kể lại cho đại chúng nghe. Vì sao sư cô bị những quả báo quá khổ đau như vậy? Sư cô Patachara kể lại tiền kiếp của mình như sau. Vào một tiền kiếp xa xôi, sư cô là một người vợ hiền, mẫu mực, tận tụy lo cho gia đình chồng. Nhờ một tay nàng mà cả gia đình chồng từ nghèo khổ trở nên giàu có. Nhưng chẳng may cho nàng là nàng không thể sinh con. Phong tục Ấn Độ và các nước Á Đông ngày xưa là mong cho con lập gia đình để sinh con trai, nối dõi tông đường. Biết khuyết điểm lớn của mình, nàng Patachara đành phải đi cưới vợ bé cho chồng. Cô vợ bé này cũng rất hiền hậu, lễ độ với nàng nên ban đầu không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng sau một thời gian, nàng Patachara bắt đầu lo sợ vì cô vợ bé quá hiền lành dễ thương. Nếu cô này sinh con, thì mẹ con của cô sẽ hưởng hết gia tài và như thế. Bao nhiêu công lao của nàng, kể như công giả tràng, nàng sẽ mất tất cả. Vì lo sợ như thế nên, nàng Patachara bắt đầu âm mưu đóng kịch. Nàng tỏ ra lo lắng thương yêu, thân thiết với cô vợ bé. Nàng dặn dò cô này, khi có thai, phải cho nàng biết để nàng phụ giúp, chăm sóc cho cô. Cô vợ bé thấy nàng tử tế thương yêu mình như em gái, nên rất tin tưởng và thật tình với nàng. Khi cô cho hay đã có thai, nàng liền cho cô ăn uống một loại độc dược khiến cô này bị hư thai. Lần có thai thứ hai, sự việc cũng xảy ra như thế. Cô vợ bé bắt đầu nghi ngờ, nên lần thứ ba, khi biết mình có thai, cô giấu người vợ lớn và cố tình xa lánh để bảo vệ cái thai. Nhờ vậy mà đứa bé được chào đời an toàn. Nàng Patachara không từ bỏ ác ý, nàng đòi được chăm sóc đứa bé vài tháng. Cô vợ bé không từ chối được, nên đành phải để người vợ lớn nuôi con. Cô cẩn thận mướn người ở gần để theo dõi. Nàng Patachara bèn nghĩ ra cách để giết đứa bé mà không ai biết. Nàng thuê người làm một cây kim thật nhỏ và dài, rồi dùng nó đâm vào mỏ ác trên đầu đứa bé. Đứa nhỏ bỗng nhiên lăn ra chết mà không ai tìm được nguyên nhân. Cô vợ bé biết con mình bị người vợ lớn hại, nên kiện lên quan. Trước quan tòa, nàng Patachara đã biện luận: "Tôi thương yêu người vợ nhỏ của chồng mình như em gái, điều này ai cũng biết mà. Chính tôi đã đi cưới cô cho chồng để sinh con nối dõi tông đường. Tôi thương đứa bé như con ruột của mình, lẽ nào tôi lại đi giết nó? Tại sao mọi người lại đổ tội cho tôi chứ?" Rồi nàng thề độc: "Nếu tôi mà có ác tâm giết đứa bé, thì cho tôi đời đời kiếp kiếp, nếu tôi có con tôi, đứa sẽ bị chim tha, đứa bị nước cuốn, chồng thì bị rắn cắn chết, cha mẹ anh em sẽ bị sập nhà chết thảm trong cùng một ngày. Tôi thề độc như vậy đó, để chứng minh rằng tôi bị vu oan." Khi nghe nàng lý luận hợp tình hợp lý và thề độc như vậy, quan tòa xử nàng trắng án và quay ra buộc tội người vợ bé vu oan và ra lệnh treo cổ. Như vậy, chỉ trong một kiếp, vì quyền lợi của cải, nàng đã giết hại một người mẹ và ba đứa con. Luật pháp thế gian không đủ sáng suốt nên tha cho nàng, nhưng luật nhân quả không bao giờ tha. Liên tiếp 500 kiếp về sau, nàng bị quả báo, kiếp nào chồng con và cha mẹ anh em nàng cũng bị chết thảm. Bản thân nàng thì luôn sống trong ăn năn hối tiếc, dày vò đau khổ, cuối cùng điên loạn và chết thảm. Tất cả đều xảy ra y như lời thề độc của nàng trong quá khứ. Những chuyện làm thời quá khứ của nàng là nhân, những người đã có nghiệp ân oán với nàng và những kẻ gieo ác nghiệp tương ưng với nghiệp xấu của nàng sẽ từ từ câu hội lại cùng nàng, tạo thành cộng nghiệp. Những người có nghiệp bị rắn cắn sẽ đầu thai làm chồng nàng. Con của nàng là những đứa có nghiệp bị chim tha nước cuốn. Cha mẹ nàng là những người có nghiệp bị nhà sập chết. Tất cả cùng tụ hội lại chung một mái nhà với nàng để cùng trả những ác nghiệp đó. Qua câu chuyện trên, ta thấy rằng phước nghiệp và ác nghiệp là yếu tố dẫn dắt chúng ta hội tụ lại với nhau trong dòng sinh tử luân hồi. Người có phước sẽ tìm đến với nhau để cùng hưởng phước. Người tạo nghiệp ác thì cũng chờ hội đủ nhân duyên để gặp lại nhau mà trả nghiệp xấu. Thông thường, chúng ta hay cảm thấy xót xa, thương cho những người gặp những cảnh khổ não, bất hạnh, tai ương, những người tàn tật từ lúc mới sinh ra. Nhưng với những vị đã chứng thánh quả, thấy được nhân ác mà những người đó gieo trồng trong đời quá khứ thì biết rằng không có gì là oan ức cả. Đó là cái giá chính xác mà luật nhân quả bắt họ phải trả. Nghiệp xấu dễ gây ra là khẩu nghiệp. Đức Phật dạy rằng
cái nghiệp nặng nhất của người phụ nữ là khẩu nghiệp. Đã vậy, lại còn hay thề thốt. Hoàn cảnh trong đời này của nàng Patachara rất đáng thương. Nàng là người không có làm gì nên tội. Khi ở với cha mẹ thì nàng là người con gái hiền lành, không làm điều gì ác. Khi lấy chồng thì nàng cũng chỉ lo cho chồng, cho con. Tại sao lại gặp cảnh khổ như vậy? Sư cô Patachara kết luận rằng, luật nhân quả không sai chạy. Đời này ta không làm điều ác, nhưng 500 kiếp trước, nhân ác đã được tạo ra rồi. 2. Kimala. Ở thành Tỳ Xá Ly, Vesali, có một nàng kỹ nữ ăn ngủ với nhiều người đàn ông và sinh ra một người con gái rất xinh đẹp, tên là Kimala. Dân trong thành nói, cô có một sắc đẹp lạ lùng, bất cứ người đàn ông nào nhìn thấy cô thì khó kềm chế nổi, lòng dục khởi lên. Khi lớn lên, nàng được một thương gia lấy về làm vợ, nhưng cái dĩ vãng kỹ nữ của mẹ nàng làm cho gia đình chồng luôn có mặc cảm và đối xử không tốt với nàng. Tuy người chồng rất thương yêu nàng, nhưng lại thường vắng nhà, đi buôn ở phương xa. Ở nhà, nàng bị gia đình chồng ăn hiếp, hành hạ đầy ải và bắt làm việc cực nhọc suốt ngày. Đến khi nàng mang thai thì gia đình chồng lo sợ nếu nàng sinh con trai thì sẽ thừa hưởng hết gia tài. Mẹ chồng và mọi người thừa lúc chồng nàng vắng nhà, họ gài bẫy, vu oan nàng ngoại tình rồi có mang, nên đánh đuổi nàng ra khỏi nhà. Quá đau khổ, nàng đi lang thang, ăn xin đầu đường xó chợ, chờ ngày sinh nở. Sau khi hạ sinh được một đứa con trai, nàng không thể bồng con đi khắp chốn xin ăn, nên tạm để con ở một chòi lá, rồi đi xin ăn, đem về nuôi con. Chẳng may ngày kia, trong lúc nàng đi xin ăn, có người lẻn vào chòi bắt trộm đứa bé, đem đi bán cho những người nhà giàu. Kimala mất con, đau khổ khóc than thảm thiết, nhưng sau đó vẫn phải gượng dậy đi xin ăn kiếm sống. Trên đường lang thang, nàng gặp được một tướng cướp. Tên cướp thấy nàng quá xinh đẹp nên bắt về làm hầu thiếp. Khi về sống trong sào huyệt, nàng cũng bị tên cướp đánh đập hành hạ như tôi đòi. Một thời gian sau, nàng mang thai và sinh ra một đứa con gái xinh đẹp. Tên cướp này thương yêu đứa bé gái vô cùng và không còn đếm xỉa gì đến Kimala nữa. Hắn thương con gái đến nỗi bất cứ gia nhân nào sơ ý làm cho con bé giận, khóc thì hắn đánh cho nhừ tử gần chết. Hắn còn hăm dọa sẽ giết bỏ nếu ai làm khổ tiểu thư, dù đó là mẹ nó cũng không tha. Cho đến một hôm, chính Kimala lỡ tay làm đứa bé té bể đầu chảy máu. Nàng hoảng sợ, băng bó vết thương cho con xong rồi bỏ trốn vì sợ tên cướp về sẽ giết chết. Sau lần đổ vỡ thứ hai này, nàng trở nên hận đời, hận đàn ông, hận tất cả những gia đình có cuộc sống êm ấm hạnh phúc. Nàng không muốn thấy người khác vui sướng trong khi nàng gặp toàn bất hạnh và khổ đau. Lúc ấy nàng phát lời thề độc: từ nay ta sẽ dùng hết khả năng để mê hoặc đàn ông, nhất là những người đàn ông có gia đình, thì ta phải làm cho gia đình họ tan nát, vợ chồng chia sẻ thù hận nhau thì ta mới hài lòng. Từ đó, nàng bắt đầu đi vào con đường tội lỗi, hàng ngày chải chuốt thân thể, đánh phấn thoa son để dụ dỗ đàn ông. Nàng vốn đã đẹp, nay lại càng đẹp lộng lẫy hơn nhờ vào những thứ giả tạo đó và rất hãnh diện với cách sống đồi trụy của mình. Trong thành Tỳ Xá Ly, nàng nổi tiếng là một cô gái điếm có làn da trắng hồng, đẹp như hoa sen nở lúc ban mai, và người ta gọi nàng là Liên Hoa Sắc, tức là sắc đẹp như hoa sen. Không những chỉ có sắc đẹp thôi, mà nàng còn có những tuyệt chiêu làm cho bất cứ đàn ông nào gặp nàng một lần là tâm hồn điên đảo say mê điêu đứng.
nàng tìm cách moi hết tiền của những gã đàn ông háo sắc này, làm cho tán gia bại sản, vợ bỏ con chê, xóm làng dị nghị. Trong cuộc sống chung chạ với nhiều người đàn ông, nàng gặp được một chàng thương gia trẻ tuổi đẹp trai và đem lòng yêu thương, ăn ở với nhau giống như người chồng chính thức của mình. Trong khi chung sống, nàng khám phá ra người tình của mình có tằng tiệu với một cô gái khác. Liên Hoa Sắc nổi cơn ghen, tìm tới để xem cô kia là ai, xinh đẹp cỡ nào mà lại mê hoặc được người tình trẻ tuổi của mình. Khi gặp được tình địch, thấy cô gái không những đẹp mà còn trẻ hơn mình nhiều, nên lòng ghen tị của Liên Hoa Sắc lên đến cực độ. Nàng xông vào, nắm tóc cô gái kia đánh tới tấp. Trong lúc nắm tóc đánh túi bụi, nàng thấy được vết thẹo trên đầu của tình địch và phát giác ra đó là con gái ruột của mình mà ngày xưa nàng đã bỏ lại khi trốn khỏi trại cướp. Liên Hoa Sắc rất ngỡ ngàng về việc này, nên đi tìm hiểu quá khứ gốc gác của chàng thương gia trẻ mà nàng đang chung sống. Khi ấy nàng mới biết chàng ta chính là đứa con trai mà ngày xưa nàng bị mất cắp trong chòi lá. Liên Hoa Sắc đau khổ cùng cực, than ôi, một cuộc tình thật là trớ trêu. Những cuộc tình tằng tiệu thông thường cũng đã có nhiều tội lỗi rồi, ở đây lại là một cuộc tình loạn luân. Mẹ lấy con trai, em gái lấy anh ruột, rồi mẹ và con gái lấy chung một chồng, thật não lòng và ghê tởm thay. Chàng thương gia trẻ tuổi biết được người đàn bà mà mình ăn ngủ bấy lâu nay chính là mẹ ruột của mình, rồi biết được cô gái trẻ, tình nhân mới chính là em gái ruột của mình. Chàng ta quá đau khổ, không chịu nổi sự cắn rứt của lương tâm, nên muốn đi tìm cái chết. Trong cái khổ cùng cực thường có duyên lành đưa đến. Khi chàng sắp tự tử thì có một vị tăng đi ngang qua, khuyên răng cứu sống và đưa chàng gia nhập tăng đoàn. Do vì đã nếm mùi đau khổ nên khi gặp được Phật Pháp, chàng phát tâm tu hành mạnh mẽ và không bao lâu chứng quả A-la-hán. Trong khi ấy, Liên Hoa Sắc vì quá đau khổ nên hận đời càng gia tăng và tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi. Vào thời đó, ngoại đạo rất ghét Đức Phật và tăng đoàn. Trong tăng đoàn có hai vị đại đệ tử nổi tiếng là Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Ngoại đạo ghét nhất là ngài Mục Kiền Liên, vì ngài Xá Lợi Phất chỉ thuyết pháp giỏi thôi, còn ngài Mục Kiền Liên chẳng những thuyết pháp giỏi mà còn có thần thông đệ nhất, nên ngài cảm hóa rất nhiều đệ tử của ngoại đạo. Bởi thế họ rất ghét ngài và luôn tìm cách ám hại. Nhưng ngài Mục Kiền Liên quá giỏi, ngoại đạo đều thua ngài từ thuyết pháp, tranh luận lẫn thần thông, nên chỉ còn cách gài bẫy, làm cho ngài thân bại danh liệt. Họ tìm đến Liên Hoa Sắc và mướn cô dùng sắc đẹp để dụ dỗ ngài. Thực ra Liên Hoa Sắc rất giàu có, cô chỉ cần búng tay một cái là cả khối đàn ông đem tiền bạc của cả dân cho, nên cô không cần tiền mà cần danh. Ngoại đạo nói khích cô rằng ngài Mục Kiền Liên là một thánh tăng rất khó dụ dỗ, nếu cô dụ được ngài thì cô sẽ nổi tiếng. Liên Hoa Sắc bị chạm tự ái nên đồng ý, quyết tâm tìm cách quyến rũ tôn giả Mục Kiền Liên. Nàng bèn tổ chức một lễ trai tăng rất lớn, thỉnh Đức Phật và chư tăng đến dự. Sau khi trai tăng kết thúc, Đức Phật và chư tăng trở về tịnh xá, riêng ngài Mục Kiền Liên được nàng cung thỉnh ở lại thuyết pháp. Liên Hoa Sắc có giả tâm nên trang điểm y phục thật lộng lẫy. Khi ấy, nàng quỳ xuống không hỏi pháp mà bắt đầu giở trò quyến rũ. Ngài Mục Kiền Liên là một thánh tăng, tất cả phiền não ô nhiễm trong tâm thức ngài đã bị diệt trừ tận gốc, cho nên Liên Hoa Sắc không thể nào chinh phục được mà còn bị ngài quở trách. Cô có biết cô đang làm gì không? Cô chỉ là một túi da hôi thối, bên trong toàn là đờm dãi phân tiểu, những thứ dơ bẩn. Cô không hay biết mà còn thoa son trét phấn. Người đời thấy cô đẹp
nhưng thật sự không có gì đẹp cả. Cô đã hại biết bao nhiêu người đau khổ, biết bao gia đình tan nát. Cô không biết xấu hổ, mà còn muốn tạo thêm tội lỗi với ta ư. Từ xưa đến nay, với sắc đẹp khêu gợi quyến rũ của mình, nàng đã làm bao nhiêu đàn ông thân bại danh liệt, nhà tan cửa nát, và chưa bao giờ thất bại. Nhưng nay, đứng trước lời trách mắng của một vị tu sĩ hiền hòa trang nghiêm, nàng chợt tỉnh ngộ và cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Nàng quỳ lạy sám hối với ngài Mục Kiền Liên, rồi thành thật kể lại cuộc đời bất hạnh của mình. Nghe xong ngài dạy: trong nhiều kiếp trước, cô đã tạo nhiều tội lỗi cho nên mới gặp cái quả bất hạnh ở kiếp này. Bây giờ, cô không lo tu hành sám hối, mà còn hận đời, hận đàn ông, hận đủ thứ, tiếp tục gây ra tội lỗi thì chắc chắn sẽ phải gặp quả khổ trong nhiều kiếp sắp tới nữa. Đồng ý, những người đàn ông mê sắc dục của cô là những người xấu xa tội lỗi đáng trách, nhưng chỉ vì trả thù mà cô làm gia đình họ tan nát, gây khổ đau cho cha mẹ, vợ con của họ thì thật là tội lỗi. Liên Hoa Sắc giật mình ăn năn: thưa tôn giả, tôi đã nhận ra tội lỗi của mình rồi, nhưng cảm thấy mình đã đi quá xa trên con đường tội lỗi không dừng lại được nữa. Ngài Mộc Kiền Liên dạy: cô vẫn dừng lại được chứ. Như Angulimala, một kẻ đã giết 999 người, nhưng một khi thức tỉnh quay đầu lại, vẫn cứu vãn được, thì cô cũng vậy thôi. Cô nên tìm đến nương nhờ giáo pháp của Đức Phật để tu hành, thì sẽ sám hối được những tội lỗi gây ra trước kia. Liên Hoa Sắc dâng lời tôn giả, tìm đến Đức Phật xin xuất gia, nhưng cô không tu được dễ dàng, tại vì quá khứ tội lỗi thường làm chướng ngại tâm tư cô. Khi nghe tin cô đi tu, thì người ta rất xôn xao. Những anh chàng say mê cô ngày xưa cứ chờ giờ cô đi khất thực, đứng xung quanh chọc ghẹo sầm xì: sư cô cạo đầu rồi mà vẫn còn đẹp, sao đi tu uổng quá vậy? Chưa kể những gia đình ngày xưa bị cô phá tan hạnh phúc, ngày nay họ tìm đến chùa mắng vốn, làm náo động sự tu hành của ni chúng. Ngoài những chướng ngại bên ngoài, trong lúc ngồi thiền thì những cay đắng buồn tủi, ân hận trong tâm thức đua nhau khởi lên, khiến sư cô phiền não sầu muộn, bức rứt không an. Ni trưởng Mahabhasabade biết rõ tâm lý của cô còn nhiều giận hờn, thương ghét nên không thể ngồi thiền ngay được. Do đó, ni trưởng giao cho sư cô làm việc lao tác để thực tập chánh niệm, chú ý vào việc làm mà quên đi quá khứ. Công việc của sư cô là quét dọn, sắp xếp lại các phòng ốc trong tịnh xá. Có những phòng rất bừa bộn, dơ bẩn, không thể sử dụng được, nhưng sư cô nhẫn nại, tinh tấn dọn dẹp từ từ và sắp xếp trở lại ngăn nắp. Trong khi làm việc với chánh niệm, sư cô nhận ra rằng mình không phải là kẻ vô dụng, chuyên làm khổ kẻ khác, mà mình cũng có khả năng chuyển hóa và đóng góp cho cuộc đời. Từ đó, sư cô có được niềm tin và bớt ưu phiền. Một hôm, ngồi suy tư, nhìn lại quãng đời của mình, sư cô thấy tất cả những gì xảy đến đều do duyên khởi. Đàn ông vì mê sắc dục mà tạo tội, còn mình vì tiền của uất hận muốn trả thù mà hành xử xấu xa tội lỗi không khác. Mọi tội ác đều do tham và sân thúc đẩy, sai sử. Rồi sư cô nhìn xa hơn nữa, thấy rằng tham sân đều khởi lên từ trong tâm của mình, do vô minh, không hiểu được bản chất vô thường, vô ngã của sự vật. Tất cả khổ đau đều từ tâm sinh mà cũng từ tâm diệt. Người tu là người biết chuyển hóa tâm thức của mình. Thấu hiểu rõ ràng như vậy, bao nhiêu phiền não bỗng chốc tan biến và sư cô chứng quả A-la-hán.
3. Oan gia. Qua câu chuyện của Patachara, chúng ta thấy hoàn cảnh của nàng thật đáng thương. Tuy nàng không làm gì xấu ác trong kiếp hiện tại, nhưng trong kiếp quá khứ xa xưa, nàng đã tạo tội giết người và thề độc. Do ác nghiệp đó mà, kiếp này, tất cả những người thân yêu của nàng đều bị chết thảm. Còn chuyện của Liên Hoa Sắc, đây là một chuyện tình trớ trêu đầy đau khổ, loạn luân có một không hai. Khi dụ dỗ đàn ông, phá hoại gia can kẻ khác, cô đâu có biết vợ con người ta đau khổ chừng nào. Nhân quả đưa đẩy khiến con gái của cô trở lại dụ dỗ người tình của cô, để cô hiểu được sự đau khổ của việc mất người yêu ra sao. Oan gia là gì? Oan có nghĩa là oan ức, gia có nghĩa là người. Oan gia tiếng Anh là comic creditor. Comic là tính từ của chữ karma, nghiệp. Creditor là chủ nợ. Oan gia là người có vấn đề oan trái, có nợ ân oán với mình từ nhiều kiếp trước nay trở lại để thanh toán nợ nần. Nợ ân oán chung quy có hai loại, nợ tình và nợ tiền. Nợ tình là ân oán về tình cảm, yêu ghét, lợi dụng hay phụ bạc tình yêu. Nợ tiền là ân oán về tiền của tài sản như lừa đảo, cướp giật, bóc lột hoặc vay nợ rồi không trả. Trong đời sống hàng ngày, con người chỉ chạy theo tình và tiền. Từ sáng đến tối chúng ta làm cái gì? Sáng sớm lo đi làm kiếm tiền, trong lúc đi kiếm tiền thì không thể nào tránh khỏi đụng chạm, gây nghiệp với mọi người. Vào sở làm thì ghét người này, thương người kia, về nhà gặp cha mẹ, anh em, vợ chồng cũng không tránh khỏi thương ghét. Ai làm vừa ý mình thì ưa, ai làm trái ý mình thì ghét. Khi vừa ý thương mến thì giúp đỡ nhau nên sinh ra ân. Ngược lại khi trái ý, chống đối thì ghét nhau, chửi nhau, đánh nhau, sinh ra oán. Những sự mang ơn hay thù oán này đều được ghi lại và cất giữ trong tàn thức hay Alaya thức. Alaya Visnana không bao giờ mất, mặc dù trải qua nhiều kiếp luân hồi. Bởi vậy trong kiếp này, nhiều lúc mới gặp một người nào đó tự nhiên ta cảm thấy dễ mến, mặc dù họ chưa nói gì hết. Hoặc có người vừa nhìn thấy mặt là ta thấy ghét, mặc dù họ chưa làm gì mình cả. Tại sao vậy? Bởi vì trong Alaya thức, nó biết mà ý thức chưa biết. Ý thức là khả năng suy nghĩ, phân biệt, nhận thức. Alaya thức, nó biết người này nhiều đời trước đã từng giết nó, chửi nó, hoặc đã thương yêu, giúp đỡ nó. Vì nó biết cho nên tự động nó thích hoặc ghét, trong khi ý thức của ta chưa kịp suy nghĩ. Và từ đó, những sự ân oán trong Alaya thức sẽ hoạt động trở lại. Nếu đời trước mang ơn thì tìm cách đền đáp, nếu có oán hận thì tìm cách trả thù. Đó chính là ý nghĩa của oan gia. 3. Hình thức. Oan gia là người đi đòi nợ ân oán. Muốn đòi nợ ai thì phải đi tìm người đó. Hình thức đòi nợ dễ nhất là tái sinh làm người thân, ở sát ngay bên cạnh như vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh em. Cõi ta bà này là cõi dục, Kamaloka, nên ai tái sinh ở cõi này đều còn sự ham dục trong tâm. Ham dục tức là ham muốn tình cảm, thèm khát tình thương, muốn thương và được thương. Chính nhờ yếu điểm này nên oan gia mới có thể đòi nợ được. Sau đây chúng ta sẽ tìm hiểu các hình thức oan gia khác nhau. Một nhỏ vợ chồng. Là con người, theo luật
thiên nhiên lớn lên, ai cũng lập gia đình để đáp ứng nhu cầu tình cảm và sinh lý. Khi lấy vợ, lấy chồng, ai cũng mong ước tìm được một người lý tưởng, biết thương yêu, chiều chuộng mình. Nhưng thực tế, tìm được một người như vậy hay không đều tùy thuộc vào nhân quả, nghiệp báo hay phước đức của mình. Người đời có câu, vô oan trái, bất thành phu phụ. Nghĩa là, không có vấn đề oan trái thì không thành chồng vợ. Thường thường, luật nhân quả xui khiến cho chúng ta bị thu hút bởi người oan gia khi vừa gặp gỡ, thấy họ dễ thương dễ mến, hợp nhãn hợp ý, vân vân. Chứ nếu oan gia đến gõ cửa mà trên trán có khắc rõ ràng hai chữ oan gia thì chắc chúng ta sẽ bỏ chạy mất. Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời mất vui khi đã vẹn câu thề. Khi còn dang dở là lúc chưa ký giao kèo, chưa đeo nhẫn cưới, thì hai bên nam nữ phải khoe ra những cái hay cái đẹp, cái dễ thương của mình để chiếm được tình cảm và biến người kia thành sở hữu của mình. Khi chính thức thành vợ chồng, thuộc về nhau rồi thì chân tướng oan gia mới từ từ hiển lộ. Có nhiều người nói, khi mới cưới tôi, anh ấy dễ thương lắm, tôi muốn cái gì, anh cũng chiều. Sống chung vài năm thì ảnh thay đổi, bắt đầu uống rượu hút thuốc, tánh tình khó chịu, gắt gỏng. Hồi trước, vợ làm cơm thì chồng rửa chén, bây giờ ăn xong rồi, chỉ ngồi coi tivi không thèm rửa chén. Vợ nhờ cũng không làm, nhiều khi còn lớn tiếng mắng lại. Hoặc, khi mới lấy tôi, cổ rất chăm chỉ làm ăn, lo cho gia đình. Nhưng bây giờ hả, chỉ thích ăn chơi, mua sắm đua đòi, không còn chú ý tới gia đình nữa, vân vân. Oan gia vợ chồng tương đối dễ nhận ra. Một người chồng ân gia là người hết lòng thương yêu, chiều chuộng, lo lắng cho vợ từng ly từng tí. Đó là vì kiếp trước mang ơn vợ nên kiếp này gặp lại để trả ơn. Ngược lại, một ông chồng oan gia là người không tốt, thường hành hạ, đày ải, mắng nhiếc, đánh đập, làm khổ vợ. Đó là vợ thiếu nợ nên ổng đến để đòi. Trên đây là hai ví dụ đơn giản về ân gia và oan gia, nhưng thực tế không phải đơn giản như vậy, vì có những người chồng thương yêu lo lắng cho vợ, nhưng cũng có lúc đòi hỏi, hành hung vợ, hoặc có những cặp vợ chồng thương yêu nhau, nhưng vẫn gây gổ với nhau, đây gọi là thương nhau lắm, cắn nhau đâu, ân oán lẫn lộn. Lý do là con người vô minh chấp ngã, nên trong lúc trả nợ lại vay thêm. Ví dụ, mình gặp một ông chồng oan gia, tức là ổng đến đòi nợ, nhưng mình vô minh không biết, lầm tưởng ổng yêu thương mình. Ban đầu, ổng thể hiện yêu thương để thu hút lôi cuốn mình, sau đó mới đòi nợ. Nếu mình không trả thì ổng nổi giận, cắn mình. Nếu mình trả, chiều ý ổng thì ổng lại thương. Thương là để đòi, mà đòi không được thì tức giận la hét, làm dữ, cắn. Bị cắn sợ quá, phải chịu theo thì lại được thương. Mang ơn và thiếu nợ. Kiếp trước người ta ban ơn giúp đỡ đối xử tốt với mình. Kiếp này gặp lại tự nhiên mình cảm thấy cần phải đối xử tốt với người này. Đây là ân gia với nhau. Kiếp trước mình não hại, làm người ta đau khổ vì tình hoặc vì tiền, khiến họ oán hận. Kiếp này họ gặp lại để đòi nợ, trả thù, làm mình điêu đứng khổ sở. Đây là oan gia của nhau. Tuy nhiên, không phải thấy ai đối xử tốt với mình thì liền nghĩ là người đó thiếu nợ mình kiếp trước. Họ tốt với mình vì hai lý do. Một là họ mang ơn mình, hai là họ làm vì lòng tốt
Ở đây cần phân biệt giữa mang ơn và thiếu nợ. Mang ơn là thọ nhận sự giúp đỡ của người khác. Ví dụ, mình đi đường, bị vấp ngã, té chảy máu đầu, bỗng có một người nào đó đến đỡ mình dậy, rồi chở giùm vào nhà thương. Họ làm vì lòng tốt và không mong cầu sự đền đáp. Trường hợp này mình mang ơn họ, nhưng không thiếu nợ họ. Nếu có dịp gặp lại thì mình đền ơn, còn không thì họ cũng không đòi. Còn thiếu nợ là vay mượn rồi không trả. Ví dụ, mình không đủ tiền mua xe nên phải đi vay một người nào đó. Đây là mình thiếu nợ, bắt buộc phải trả, không trả thì người ta đòi. Quan Thế Âm Bồ Tát luôn tầm thinh cứu khổ cứu nạn chúng sinh không bao giờ ngừng nghỉ. Ta không thể nói là Ngài thiếu nợ chúng sinh, Ngài làm vì lòng đại từ đại bi. Đức Phật Thích Ca muốn nhập Niết Bàn ngay sau khi thành đạo vì nhận thấy chúng sinh quá nhiều vô minh tham ái, khó có thể chấp nhận được giáo pháp của Ngài vừa chứng ngộ. Nhưng nhờ Phạm Thiên Sampati biết được tâm tư của Ngài nên hiện đến cầu thỉnh Ngài ở lại thuyết pháp. Với lòng từ bi và Phật nhãn, thấy được chúng sinh có nhiều căn cơ khác nhau, có những người căn cơ cao có thể hóa độ được, nên Ngài chấp thuận và ở lại thuyết pháp độ sinh suốt 45 năm cho đến hơi thở cuối cùng. Chúng ta không thể nói Đức Phật đi thuyết pháp vì Ngài thiếu nợ chúng sinh. Ngài làm vì lòng từ bi và chúng ta mang ơn Ngài chứ không thiếu nợ Ngài. Nếu chúng ta không trả hoặc quên luôn thì Ngài cũng không đuổi theo để đòi nợ công lao thuyết pháp 45 năm của Ngài. Nợ tình và tiền. Có những người vợ hay chồng đến đòi nợ tình. Kiếp trước họ thương yêu, săn sóc cho mình, mà mình lợi dụng, rồi bỏ rơi người ta. Vì vậy, kiếp này họ đến đòi mình phải thương yêu, săn sóc họ. Có những người chồng lo đi làm kiếm tiền, đem về đưa hết cho vợ. Nhưng vợ không bao giờ hài lòng mà cảm thấy bị bỏ rơi. Những người chồng này nên biết là vợ mình cần tình, cần sự để ý săn sóc chiều chuộng hỏi han chứ không cần tiền. Đây là trường hợp oan gia đòi nợ một cách đơn giản, thông thường. Còn có những người tìm đến để trả thù sự vô ơn bạc nghĩa. Họ thương yêu săn sóc chiều chuộng mình để lấy lòng. Đến khi mình thương yêu say đắm họ thì họ phụ bạc ruồng bỏ, cho mình nếm mùi đau khổ. Có những người vợ hay chồng đến đòi nợ tiền. Kiếp trước mình thiếu nợ họ tiền bạc hoặc lường gạt, cướp giật tài sản của họ. Kiếp này họ đến để moi tiền mình. Chồng đi làm, đem tiền về. Vợ lấy tiền đi mua sắm, ăn chơi hoặc đi casino đánh bài. Hoặc vợ đi làm đem tiền về. Chồng lấy tiền đi nhậu nhẹt, rượu chè, cờ bạc, hút sách nghiện ngập trai gái. Đa số vợ chồng thường là oan gia với nhau, không nhiều thì ít. Nếu oan gia nhiều thì mắng chửi, đánh nhau, hại nhau và tệ hơn nữa là giết nhau. Nếu oan gia ít thì lời qua tiếng lại, giận hờn, không hạnh phúc, phải chịu đựng sống chung qua ngày. Nếu chịu không nổi thì bỏ nhau ly dị hoặc ngoại tình và tạo thêm nghiệp oan gia mới. Ở Hoa Kỳ có rất nhiều chuyện vợ chồng giết nhau vì tình và tiền, nhưng nổi tiếng nhất là vụ O.J. Simpson và Scott Peterson. O.J. Simpson là cựu cầu thủ football bị tình nghi giết vợ tháng 6 năm 1994, nhưng nhờ ông ta giàu có, mướn một ban luật sư nổi tiếng biện hộ giỏi, nên được trắng án. Scott Peterson, tháng 12 năm 2002, giết người vợ đang mang thai 8 tháng
rồi vứt xác xuống vịnh biển San Francisco, California. 4 tháng sau, xác hai mẹ con trôi dạt vào bờ. Ông ta bị bắt và kết án tử hình. Ngày 23 tháng 7 năm 2011, ở Dallas, trong buổi sinh nhật của đứa con trai 11 tuổi, được tổ chức tại một hội trường, một người Việt Nam 35 tuổi đã rút súng ra, bắn chết vợ cùng 3 người em vợ và 1 người em dâu, rồi quay lại bắn vào đầu mình tự tử trước sự chứng kiến của bạn bè và họ hàng. Sau khi án mạng xảy ra rồi, người ta truy tìm quá khứ thì được biết là người vợ đã nộp đơn xin ly dị 3 năm trước nhưng lại rút đơn, và cô đã từng bị chồng hành hung, đánh đập, hăm dọa, bắn chết nhiều lần. Oan trái vợ chồng đôi khi ở mức nhẹ hơn là nể sợ nhau, như chồng sợ vợ hoặc vợ sợ chồng. Người ta nói nhịn cho yên nhà yên cửa, nhưng tại sao phải nhịn? Nếu mình có phước và người kia không phải oan gia trái chủ thì làm gì có chuyện phải nhịn cho yên nhà yên cửa. Chủ nợ thường ăn hiếp con nợ và con nợ thường phải nể sợ chủ nợ. Cuối cùng, khi nghiệp oan gia sắp chấm dứt thì một biến cố nào đó sẽ xảy ra khiến hai người chia tay. Ví dụ, một trong hai người bị bệnh hoặc tai nạn qua đời, hoặc có người yêu khác rồi đòi ly dị. Ở Thái Lan, có một ông chồng nọ ly dị vợ, xách máy cưa ra, cưa đôi căn nhà sàn để chia gia tài với vợ. Có trường hợp khác như người đàn bà kia bị tai nạn xe hơi, tê liệt nằm một chỗ, người chồng liền bỏ về Việt Nam cưới vợ khác. Những trường hợp như vậy xảy ra rất thường xuyên. Phải chăng tất cả vợ chồng đều là oan gia với nhau? Có thể nói, đa số là oan gia với nhau, nhưng cũng có một số ít là ân gia. Những cặp vợ chồng ân gia, khi nhìn vào, chúng ta biết liền họ là thiện tri thức của nhau, tôn trọng và thương mến nhau. Ví dụ như trường hợp của Ngài Ca Diếp Kasyapa, trước khi đi tu, Ngài đã có vợ. Tuy vợ chồng sống chung nhưng không ngủ một giường. Họ vừa là vợ chồng, vừa là bạn đạo. Đến khi Ngài Ca Diếp gặp được Phật, xuất gia học đạo, thì vợ Ngài cũng xin xuất gia luôn. Hai người đến với nhau trong cuộc đời để sách tấn và giúp đỡ nhau trên đường đạo. Hai nhỏ, con cái. Sau khi lập gia đình rồi thì ai nấy đều muốn có con, đây là tiến trình tự nhiên. Có con mới vui nhà, vui cửa, có con để nối dõi tông đường, để bồng, để nựng, để thương yêu, săn sóc. Nhưng có ai ngờ rằng, con cái cũng là một loại oan gia trá hình. Ông Năm và ông Sáu ở cùng làng, ông Năm là điền chủ giàu có trong vùng, còn ông Sáu là người làm thuê cho ông Năm. Ông Sáu đã nghèo, mà lại thích cờ bạc cho nên tháng nào cũng thiếu hụt, phải mượn trước chủ hàng mấy tháng lương. Chẳng may, trong làng có bệnh dịch nên cả hai ông cùng chết, xuống âm phủ bị Diêm Vương lôi ra xét xử trước khi cho đi đầu thai. Vì ông Sáu thiếu nợ ông Năm cho nên Diêm Vương hỏi ông Năm có muốn đầu thai làm cha ông Sáu không. Vì làm cha thì tha hồ la mắng xài xể con cái, nhưng ông Năm không chịu. Diêm Vương lại hỏi có muốn làm mẹ ông Sáu không. Vì làm mẹ thì có quyền dạy dỗ, bắt con cái phải nghe lời. Ở ngoài đời người ta thường nói, bộ ông là cha tôi hay sao mà dám la tôi, hoặc bộ bà là má tôi hay sao mà dám lên mặt dạy đời tôi. Thế nhưng ông Năm cũng không chịu đầu thai làm mẹ ông Sáu. Diêm Vương hỏi tiếp có muốn làm anh hay chị để có quyền đánh đập em út không. Ông Năm cũng không chịu. Cuối cùng Diêm Vương hỏi
Vậy ông muốn đầu thai làm cái gì đối với ông Sáu đây? Ông Năm trả lời là muốn đầu thai làm con ông Sáu. Diêm Vương hỏi lý do tại sao thì ông Năm đáp: đầu thai làm con nó là sướng nhất á, vì tha hồ mà đòi nợ công khai mà không ai biết. Lúc con còn nhỏ thì cha mẹ phải lo bú mớm cho nó. Lỡ nó bị bệnh thì cha mẹ phải thức trắng đêm lo lắng săn sóc mà không dám phiền hà. Khi con lớn lên thì phải lo cho nó ăn học. Dù phải học trường tư, tốn kém nhiều tiền, cha mẹ cũng nai lưng ra đi làm kiếm cho đủ. Bao nhiêu công sức tiền của mua sắm chi phí cho con, cha mẹ không bao giờ để ý tính toán, mà ngược lại còn vui lòng. Làm con từ nhỏ đến lớn, nếu đòi nợ chưa đủ thì tôi sẽ ăn chơi phung phí, làm cho tài sản của cha mẹ tiêu hao. Khi nào đòi hết nợ thì tôi sẽ ra đi. Câu chuyện ngụ ngôn trên cho thấy muốn đòi nợ khôn nhất thì nên đầu thai làm con, vì cha mẹ nào cũng vui lòng trả nợ cho con. Chồng có thể bỏ vợ, vợ có thể bỏ chồng, con có thể bỏ cha mẹ, nhưng cha mẹ thì không bao giờ bỏ con. Chúng ta thường nghe nói con là nợ, vợ chồng là oan gia. Thật ra oan gia là có nợ nần ân oán với nhau rồi, nhưng oan gia vợ chồng thường thiên về ân oán tình cảm, trong khi oan gia giữa cha mẹ con cái thường thiên về tài sản vật chất. Tuy nhiên, con cái cũng được chia ra làm ba loại: oan gia, ân gia và khách gia. Con oan gia. Ai cũng muốn có con xinh đẹp, ngoan ngoãn, dễ thương. Nhưng muốn là một chuyện và đẻ con ra là chuyện khác. Không ai có thể làm chủ được hình hài và tánh tình của con mình. Không ai có thể đoán trước được mình sẽ sinh ra đứa con lành lặn hay tật nguyền. Có những đứa con trước khi sinh ra, nó đã hành người mẹ bệnh lên bệnh xuống. Có một bà mẹ lần đầu mang thai, bác sĩ cho biết cái thai bị khuyết tật, không có não bộ, nên bà cho phép bác sĩ phá thai. Đến lần thứ nhì mang thai, đứa con trong bụng bị bệnh biến chứng, làm bà bị nghẹt phổi, hai chân tím đen, bác sĩ bắt buộc phải cưa hết hai chân. Đứa con này chưa sinh ra mà đã hại người mẹ. Sau khi sinh ra thì nó bệnh hoạn đủ thứ, làm cha mẹ mất ăn mất ngủ, lo lắng tìm thầy thuốc chữa trị, tiêu hao tiền của. Khi bắt đầu biết đi biết nói thì nó biểu lộ thái độ chống trái rõ ràng. Cha mẹ nói gì, nó đều làm ngược lại. Khi cha mẹ làm gì nó không vừa ý, như đói mà chưa kịp cho ăn thì nó la hét, đập bàn đập ghế, bắt cha mẹ phải chiều, không thôi nó không thèm ăn, bắt cha mẹ phải năn nỉ, đút cơm tận miệng nó mới chịu ăn. Lớn lên, hư hỏng, không chịu học hành, chỉ thích ăn chơi, đàn điếm, đến khi hết tiền, lại về moi cha mẹ. Có đứa con rơi vào băng đảng trộm cắp hút sách, xì ke ma túy, rồi bị tù tội, làm cha mẹ phải đem hết tiền của, chạy chọt cho nó khỏi bị tù đày. Chưa kể có những đứa con hỗn láo mất dạy, đánh cha chửi mẹ. Sau tháng 4 năm 1975, hai vợ chồng nọ đem 4 đứa con vượt biển sang Mỹ. Trong nhiều năm, ông bà nuôi con khôn lớn, ăn học thành tài, dựng vợ gả chồng cho chúng xong và tậu được một căn nhà khang trang. Sau khi chồng qua đời ít lâu, bà vợ được con cái thuyết phục nên bán ngôi nhà đi, chia đều gia tài cho các con, rồi về ở với con cháu cho đỡ cô đơn. Bà nghe theo và lần lượt đến ở với từng đứa, nhưng ở không được bao lâu thì bà lại phải đi qua ở nhà đứa khác bởi vì không chịu nổi cảnh bạc đãi. Một mẹ nuôi nổi 4 con, nhưng 4 con không nuôi nổi một mẹ. Cuối cùng, bà đành phải cắn răng rời khỏi nhà những đứa con ấy.
May thay, ở xứ Mỹ, bà già cô đơn này còn có chỗ nương tựa, đó là một món trợ cấp nhỏ và một căn phòng trong housing, khu nhà cho người lợi tức thấp mà chính phủ đã dành cho bà. Một cặp vợ chồng nọ vượt biên sang Mỹ cùng với một đứa con gái nhỏ. Không bao lâu chồng mất sớm, bà ở dậy nuôi con ăn học, không nghĩ đến chuyện tái giá. Đứa con gái lớn lên phải đi qua tiểu bang khác để học bác sĩ ở một đại học nổi tiếng. Đến hè, lúc trường nghỉ học, bà mong con về thăm dì rất nhớ nó. Nhưng ít khi cô con gái về thăm mẹ. Cũng có đôi lúc cô về, nhưng chỉ để xin thêm tiền hoặc lấy đồ đạc cần thiết mà thôi. Mỗi lần thấy con về thăm, người mẹ rất vui mừng vì có cơ hội làm nhiều đồ ăn ngon cho con và hủ hỉ với nó. Nhưng đứa con gái khi ở nhà chỉ ở mãi trong phòng đóng cửa lại, đến giờ cơm lại xách xe đi ăn với bạn, mặc kệ bà mẹ mong đợi ở nhà với mâm cơm ngon và bụng đói chờ con về ăn chung. Bà ta năn nỉ con gái mong con có dịp ăn cơm với bà để bà được săn sóc và ở bên cạnh cô giây lát cho thỏa lòng thương nhớ. Nhưng cô con gái vẫn tỉnh bơ, nhất định không ăn cơm với mẹ dù chỉ một lần. Cuối cùng bà mẹ quá uất ức nghĩ mình hy sinh cả đời son trẻ vì con, nuôi con khôn lớn, cho ăn học đầy đủ mà nó không thèm ở nhà ăn cơm với bà được một bữa, nên bà la mắng nó. Tưởng đâu nó sợ và nghe lời, ai dè nó bảo nếu bà có thái độ đó nó sẽ bỏ đi và không trở về nhà nữa. Bà mẹ dọa con nếu không về nhà bà sẽ không gửi tiền hàng tháng cho nó đi học nữa. Nó không sợ mà còn thách thức bà, muốn làm gì thì cứ làm. Bà đành phải chịu thua và bị đứa con gái từ bỏ luôn. Khi oan gia đến đòi nợ, ta chỉ có việc lo trả cho xong và không có quyền đòi hỏi bất cứ thứ gì nơi oan gia. Nếu ta đòi hỏi thì chỉ làm cho oan gia nổi giận và làm khổ ta thêm. Bà mẹ này không biết đứa con gái là oan gia đến đòi nợ cơm áo tiền bạc của bà, bởi vậy nó không có một chút động lòng khi bà lo lắng cho nó. Khi bà trả nợ mà xuống nước đàng hoàng, may ra sau này nó hồi tâm nhớ lại công ơn của bà, thì nó sẽ ban cho bà một bữa cơm với nó như bà mong ước. Con ân gia. Có những đứa con từ lúc sinh ra đã dễ dạy, ngoan ngoãn, cha mẹ đặt đâu ngồi đó, không nghịch ngợm phá phách. Lớn lên, học hành chăm chỉ, luôn làm hài lòng cha mẹ. Sau khi học thành tài thì giúp đỡ cha mẹ đủ mọi việc. Mỗi khi cha mẹ bệnh hoạn, đau yếu thì lo chăm sóc, phụng dưỡng. Đây là những đứa con hiếu thảo đến để trả nợ, báo hiếu, đền ơn cha mẹ. Một người con đã gánh cha mẹ đi bộ trên con đường dài 216 km. Sanjay Kumar, 42 tuổi, là người con trai duy nhất của ông bà Lalaram và Savitri Devi. Họ sống với nhau trong một làng nhỏ gần quốc lộ NH58 tại thành phố Ghaziabad. Cho đến khi Sanjay cưới vợ ra ở riêng tại Selampur thuộc thành phố Delhi. Năm nay, ông Lalaram đã 95 tuổi, còn bà Savitri Devi 80 tuổi. Cũng giống như bao nhiêu người Ấn khác, họ tin tưởng rằng trước khi chết mà được tắm trên sông Hằng, một con sông linh thiêng đối với Ấn Độ giáo, thì mọi tội lỗi sẽ được rửa sạch và sau khi chết sẽ được tái sinh cảnh giới an lành. Nhưng tiếc thay, suốt cuộc đời, hai ông bà chỉ lo làm ăn, không có dịp thực hiện niềm mong ước đó, và nay thì đã quá già, không thể đi xa được. Bỗng nhiên một ngày nọ, Sanjay đề nghị gánh cha mẹ đi từ nhà ông bà đến Haridwar để ông bà được tắm trong sông Hằng
sau đó gánh ông bà về nhà anh ở thủ đô Delhi. Ban đầu, cha mẹ anh từ chối, nhưng anh nhất quyết năn nỉ và cuối cùng, cha mẹ anh đã chấp thuận cho anh trả hiếu. Không kể mưa gió, nắng cháy, sỏi đá, bụi bặm và những vết trầy trên vai và cổ do đòn gánh cạp vào, mỗi ngày Sanjay gánh cha mẹ đi bộ từ 25 đến 30 km. Trọng lượng của hai ông bà cộng lại khoảng 115 kg. Mỗi lần ngừng nghỉ là để cha mẹ ăn uống tắm rửa, sau đó lại lên đường. Suốt cuộc hành trình dài 216 km dọc theo quốc lộ NH58, hàng ngàn dân làng đã đổ ra xem và cầu xin cha mẹ của Sanjay chúc phúc cho họ. Bởi vì họ nghĩ ông bà là người có đại phước sinh ra một đứa con hiếu thảo như vậy. Khi nói về loại con ân gia hay con hiếu thảo, chúng ta không thể không nhớ đến Ngài Mục Kiền Liên. Chính nhờ Ngài là duyên khởi nên chúng ta có lễ Vu Lan báo hiếu ngày nay. Bà Thanh Đề là mẹ của Ngài. Lúc sinh tiền, bà không những không tin Tam Bảo mà còn hủy bán. Do đó, sau khi chết, bà bị đọa địa ngục. Sau khi đắc quả A-la-hán, tôn giả Mục Kiền Liên dùng thiên nhãn thông xem mẹ mình tái sinh nơi đâu, thì thấy bà đang ở địa ngục, đói khát khổ sở. Thế vậy, Ngài bèn dùng thần thông đem một bát cơm xuống địa ngục cho mẹ. Nhận được cơm, bà mừng rỡ, một tay che bát không muốn các ngạ quỷ khác trông thấy tới giành giật, và một tay kia bốc ăn. Nhưng lạ thay, khi cơm đưa tới gần miệng thì hóa thành than lửa, không thể ăn được. Tôn giả Mục Kiền Liên tuy thần thông đệ nhất nhưng cũng phải chịu thua, bởi vì chính nghiệp ác của bà đã biến cơm thành lửa. Tôn giả đành phải trở về cầu cứu với Đức Phật. Nhân đây, Đức Phật mới dạy rằng nghiệp ác của mẹ ông quá nặng, sức ông một mình không thể cứu được. Vào ngày rằm tháng 7, sau 3 tháng an cư, chư Tăng làm lễ tự tứ, ông hãy thiết lễ cúng dường 10 phương Tăng, cầu xin chư Tăng chú nguyện hồi hướng công đức cho mẹ ông. Nhờ công đức tu hành thanh tịnh của chư Tăng, mẹ ông sẽ siêu thoát. Tôn giả Mục Kiền Liên dâng theo lời dạy, và nhờ đó bà Thanh Đề được thoát cảnh địa ngục. Từ đó, hàng năm đến ngày rằm tháng 7, chúng ta có lễ Vu Lan Ulambana báo hiếu để cầu cho cha mẹ 7 đời được siêu độ. Con khách gia. Ngoài hai loại con trên có những thần thức, linh hồn, đến ngày giờ cần tái sinh ở một nơi chốn nào đó, nhưng không có nợ, oan gia với ai, họ chỉ nương vào cha mẹ mà sinh ra, giống như một người khách trọ nên gọi là khách gia. Những đứa con này không phải là oan gia nên không làm phiền cha mẹ, nhưng cũng không phải là ân gia nên không cần báo hiếu cha mẹ. Chúng chỉ lo ăn học thành tài rồi sớm tự lập. Khi có gia đình thì ra đi luôn, không quan hệ liên lạc với cha mẹ nữa. Nếu cha mẹ nhớ thương, gọi điện thoại hỏi thăm thì nó trả lời, còn không thì thôi. Thương tiếc con. Có hai ông bà nọ làm nghề buôn bán, vì có tánh gian lận nên hay cân thiếu cho khách hàng, nhờ vậy mà sớm trở nên giàu có. Hai ông bà sinh được hai thằng con trai, đứa lớn rất ngoan, học hành chăm chỉ và giúp ông bà việc nhà. Còn đứa thứ nhì không học hành gì hết, chỉ thích ăn chơi phung phí. Hai ông bà ngày đêm làm ăn kiếm tiền nuôi con, nhưng đùng một cái, thằng lớn đi học lái xe Honda bị tai nạn chết. 3 tháng sau, thằng con thứ nhì ăn chơi bị xã hội đen đâm chết. Ông bà cố gắng làm giàu để gia tài cho con mà nay cả hai thằng đều chết, không có ai hưởng gia tài,
nên đau khổ vô cùng. Người ta bày cho ông bà đi cầu cơ gọi hồn. Trong xã hội Việt Nam, không thiếu gì những nơi làm dịch vụ này. Ông bà ngày đêm thắp nhang khấn vái, kêu réo hai đứa con. Con ơi con, ba má nhớ con quá. Các con có linh thiêng thì về nói cho ba má biết hai con bây giờ ở đâu, có được sung sướng không, hay là đói khát lầm than chốn nào. Hai ông bà kêu réo hoài. Đến một ngày nọ, trong dịp đi gọi hồn, hai đứa mới nhập vào đồng cốt trả lời. Thằng con lớn nói, ông bà ơi, ông bà đừng có buồn nữa. Tôi đến với ông bà là vì kiếp trước tôi có nợ ông bà, bởi vậy cho nên tôi ngoan ngoãn hiếu thảo giúp ông bà buôn bán kiếm tiền. Bây giờ tôi trả nợ xong, không còn thiếu ông bà nữa, nên tôi ra đi đầu tha kiếp khác. Ông bà đừng buồn nữa. Đến phiên thằng con thứ hai nhập vào trả lời, ông bà ơi, ông bà đừng có buồn nữa. Ông bà có biết là tôi tới để đòi nợ ông bà không? Bởi vậy, tôi đâu có thèm học hành chi cho mệt. Tôi chỉ muốn tiêu hao tài sản của ông bà mà thôi. Ông bà buôn bán gian lận, làm nhiều điều ác, chỉ biết lợi mình hại người. Kiếp trước, ông bà lường gạt tôi mất hết tiền của, nên kiếp này tôi tới để đòi nợ, chứ đâu phải để học hành. Sau khi đòi nợ xong, thì tôi phải ra đi. Nếu tôi ở lại đòi tiếp, thì tôi sẽ mắc nợ ông bà, và kiếp tới, tôi phải sinh ra tìm ông bà để trả nợ. Tôi và ông bà gặp nhau á, cốt để thanh toán nợ lần đời trước mà thôi. Ông bà đừng nên luyến tiếc và than khóc nữa. Có những trường hợp con cái tới đòi nợ mà cha mẹ trả chưa xong thì nó sẽ đòi tới cháu. Nó sẽ bắt cha mẹ làm vú em trông con cho nó như: ông bà làm ơn tới đây trông cháu giùm để tôi đi làm kiếm tiền. Khi ông bà trông cháu, ông bà làm ơn lo cơm nước cho vợ chồng tôi ăn luôn. Cha mẹ già rồi mà vẫn phải đi chợ làm cơm cho con cho cháu. Trong khi đó, có những đứa con khác thấy tội nghiệp, mời cha mẹ về để tụi nó cung phụng, đưa đi chơi hay đi chùa thì từ chối. Má không thích những thứ đó. Má không đi được, má phải ở đây để trông con cho tụi nó. Khi trả nợ chưa xong thì trong thâm tâm nó khiến mình không đành lòng bỏ đi. Cha mẹ thương con vô hạn, nhưng con thương cha mẹ thì có hạn. Khi con bệnh thì cha mẹ lo thức sáng đêm, nhưng cha mẹ bệnh thì con ghé đến hỏi vài câu là đủ. Con xài tiền của cha mẹ thoải mái, nhưng cha mẹ tiêu tiền của con chẳng dễ chút nào. Nhà của cha mẹ là nhà của con, nhưng nhà của con không phải là nhà của cha mẹ. Một mẹ nuôi nổi 10 con, nhưng 10 con không nuôi nổi một mẹ. Cha mẹ đối với con lúc nào cũng hết lòng hết dạ, nhưng sao con đối với cha mẹ thật là thờ ơ. Xin trả lời là nước chảy xuôi chứ không bao giờ chảy ngược. Cha mẹ thiếu nợ con cái nên phải lo cho nó. Đến khi nó lớn khôn thì nó phải lo trả nợ cho vợ chồng, con cái của nó. Bởi vậy, người cha mẹ thông minh hiểu biết thì không nên mong chờ khi về già con cái sẽ lo cho mình. Ở Âu Mỹ, các ông bà già thường được con cái đưa vào viện dưỡng lão. Những đứa con có tình có nghĩa thì lâu lâu ghé vào thăm một chút, còn những đứa oan gia thì biệt tích luôn. Nếu không hiểu oan gia thì các ông bà già này sẽ đau khổ vô cùng. Hàng ngày ngồi chờ dài cổ mong con vào thăm mà chẳng có đứa nào đến. Mẹ chồng nàng dâu. Ngoài oan gia trực tiếp là con ruột, còn có oan gia gián tiếp là con rể và con dâu. Tuy là gián tiếp, nhưng nếu không khéo, sẽ trở thành trực tiếp. Con cái lớn lên, lấy vợ lấy chồng là chuyện của nó,
Chúng nó có duyên nợ, cần trả với nhau. Vì không biết nên cha mẹ thường xía vô và gây ra oan gia với vợ hoặc chồng của nó. Những người Việt lớn tuổi sống ở Mỹ, nếu muốn lãnh tiền trợ cấp của chính phủ, thì bắt buộc phải không có tài sản hay tiền bạc trong ngân hàng. Do đó, họ đem hết tiền bạc của mình mua nhà cho con đứng tên. Nếu còn dư bao nhiêu thì đem chia hết cho con cái. Như thế mới đi xin tiền của chính phủ được. Có hai ông bà khá lớn tuổi được con trai bảo lãnh từ Việt Nam qua Mỹ định cư. Ở Việt Nam, họ làm ăn khá giả nên mang theo nhiều tiền bạc. Ông bà mua một căn nhà ở Los Angeles cho con trai đứng tên và sống chung với vợ chồng nó. Sống chung một thời gian thì cô con dâu cảm thấy không ưa bà mẹ chồng nên cô tìm cách đuổi cha mẹ chồng ra khỏi căn nhà. Cô thường than với chồng là mẹ anh hay ăn hiếp, mắng chửi cô, nhưng chồng cô không tin. Thấy vậy, cô nghĩ ra mưu kế, mướn thợ đến gắn hệ thống camera trong nhà, kể cả trong bếp. Rồi cô cố ý chọc tức cho bà mẹ chồng, cãi lộn, mắng chửi cô. Bà mẹ chồng vô tình trúng kế nên gây gổ, mắng chửi cô nhiều lần và bị thu hình. Sau đó, cô đem những hình ảnh này cho chồng xem và đưa ra tòa kiện hai ông bà hành hung cô. Cô ta được thắng kiện và đuổi cha mẹ chồng ra khỏi nhà. Hai ông bà vừa buồn, vừa tủi, mất tiền, mất nhà và mất luôn thằng con trai. Là cha mẹ nên xem cái gương này mà cẩn thận một chút. Trước khi mua nhà cho con, phải kiểm lại từ nhỏ tới giờ nó đối xử với mình ra sao, để có thể xác định nó là oan gia hay là ân gia. Đừng để sau khi bỏ hết tiền bạc ra mua nhà cho nó, đưa tiền cho nó cất giùm, rồi cuối cùng nó mời ông bà ra khỏi nhà, thì lúc đó chỉ còn nước ngồi khóc mà thôi. Có người hỏi, mua nhà cho con thì bắt nó phải ký giấy là không được đuổi cha mẹ. Đương nhiên, nó sẽ ký giấy không đuổi cha mẹ, nhưng vợ hay chồng của nó sẽ làm cho hai ông bà già phải tự xách gói ra khỏi nhà. Chẳng hạn như vợ chồng nó ăn nói vô lễ hỗn xược, tối đến thì mở nhạc ca hát, mời bạn bè tiệc tùng sùm, không cho ai nghỉ ngơi. Lúc đó, cha mẹ già sẽ tự động dọn ra khỏi nhà, chứ nó đâu có đuổi. Bố vợ và chàng rể. Có nhiều bậc cha mẹ muốn con mình lấy người này, cưới người kia, nhưng nó không nghe lời. Tại sao vậy? Tại vì người nó muốn lấy, muốn cưới là oan gia của nó. Chúng nó có nợ nần với nhau nhưng mình không biết, lại ép buộc nó phải chiều ý mình nên gây thêm oan trái. Một anh chàng nọ có tánh nghiện rượu và không có công ăn việc làm, vậy mà vẫn có một cô yêu và muốn lấy anh. Oan gia thu hút nhau kỳ lạ như vậy đó. Cha cô không bằng lòng, vì cha mẹ nào cũng muốn con gái mình lấy bác sĩ kỹ sư, chứ sao lại đi lấy một tên nghiện rượu không có nghề nghiệp. Vì không muốn con gái lấy anh này, nên ông ta kiếm cớ bắt anh phải ở rể 3 năm. Anh này quá nghèo, vô công rồi nghề, nên chấp nhận ở rể. Vì ở chung, cho nên ông bố rất chướng mắt, cứ hụt hạt, kiếm chuyện mắng chửi anh hoài. Vợ mất sớm, ông ở dậy nuôi con, nên ông rất bực, thấy con gái lấy nhầm thằng chồng chẳng ra gì. Thằng rể cũng bực mình không kém, vì biết ông bố vợ không ưa nó, nhưng phải ráng nhịn, vì muốn lấy được vợ và sợ ông đuổi ra khỏi nhà. Nhưng một hôm, sau khi đi uống rượu say về, nó nghe ông bố vợ đang mắng chửi con gái, và chửi luôn cả nó,
Khi đó, nó tức quá không nhịn được nữa, vớ lấy con dao phay, rượt chém ông bố vợ. Ông hoảng hồn bỏ chạy, đứa con gái cũng sợ chạy ra ngoài, kêu cứu hàng xóm. Tội nghiệp ông bố vợ lớn tuổi, chạy không thoát, bị thằng rể bắt kịp, chém một nhát vào lưng, khiến ông ngã lăn xuống đất. Trong cơn say, cộng với sự uất hận lâu ngày, nên nó điên tiết, chém ông lia lịa. Lúc đó, hàng xóm nghe tiếng kêu cứu của cô gái, cùng nhau chạy đến, nhưng ông đã chết nát thây trong vũng máu. Anh này cuối cùng đã bị bắt và lãnh án tử hình. Cô con gái là nhân duyên để hai người đàn ông gặp nhau, sống chung với nhau, rồi giết nhau. Nếu cô ra ở riêng cùng tên nghiện rượu, thì câu chuyện có thể khác hơn rồi. Nhưng nhân quả chằng chịt với nhau, xui khiến mọi việc xảy ra như vậy. Để cuối cùng, anh chàng này giết ông bố vợ. Ba nhỏ, cha mẹ. Theo lý bình thường ở đời, cha mẹ là người luôn thương yêu, lo lắng cho con, nên mới có câu ca dao: công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Hoặc bài hát: lòng mẹ bao la như biển Thái Bình dạt dào. Tuy nhiên, cũng có một số ít cha mẹ oan gia, hành hạ, não hại, làm khổ con và có khi giết hại con như chuyện sau đây. Ngày 20 tháng 6 năm 2001, một phụ nữ 36 tuổi tên là Andrea Yates ở tiểu bang Texas đã trấn nước 5 đứa con của mình. Sáng hôm đó, sau khi chồng rời khỏi nhà đi làm, cô vào phòng tắm, mở nước đầy bồn rồi gọi từng đứa vào đi tắm. Đầu tiên, cô nhấn nước 3 thằng con trai nhỏ, đứa 2 tuổi, 3 tuổi và 5 tuổi. Tiếp theo, cô nhấn nước đứa bé gái 6 tháng. Sau cùng, cô gọi thằng con lớn 7 tuổi đang chơi ngoài vườn. Khi vào tới nơi, thấy 4 đứa em đã bị mẹ giết chết. Nó sợ hãi bỏ chạy, nhưng cô nhanh tay chụp bắt, kéo lê nó vào bồn. Đứa 7 tuổi này cố giãy giụa thoát thân, khiến cô phải vật lộn vất vả lắm mới đè được nó chết ngộp. Sau khi giết xong 5 đứa con, cô kéo xác tụi nó để trên giường, rồi gọi điện thoại cho chồng và cảnh sát biết là cô vừa giết chết tụi nó. Đáng lẽ cô bị án tử hình, nhưng nhờ luật sư biện hộ nói cô bị bệnh tâm thần nên cô ở tù chung thân. Ngày 7 tháng 1 năm 2008, có một người Mỹ gốc Việt 38 tuổi đã ném 4 đứa con nhỏ từ 4 tháng đến 3 tuổi trên một chiếc cầu tại tiểu bang Alabama, Hoa Kỳ. Theo tin tức thì hai vợ chồng anh thường cãi nhau suốt ngày, hầu như không ngày nào mà hàng xóm không nghe vợ chồng anh to tiếng mắng chửi nhau. Ngoài việc xung đột bất đồng ý kiến với vợ, anh còn uống rượu và dùng thuốc kích thích nên không kềm chế nổi cơn sân. Vào ngày nói trên, sau khi cãi nhau với vợ, anh xách 4 đứa con lên xe và đem ra cầu liện xuống biển. Sau đó, cảnh sát đã tìm được xác của 4 đứa trẻ này. Khi ra tòa, anh đã thú tội và nhận án tử hình. Có những cha mẹ đem bán con gái cho các ổ mại dâm để kiếm tiền, hoặc cha mẹ đam mê cờ bạc, bị xã hội đen cho vay tiền rồi hăm dọa, bắt con cái phải trả. Có những bà mẹ hay làm bộ đau yếu bệnh hoạn để ngăn cản con gái đi lấy chồng, hoặc khi con cái lập gia đình thì đến ở chung rồi tìm cách ly gián hạnh phúc của con. Bốn nhỏ, anh em. Trong gia đình, đôi khi chúng ta hay có chuyện hụt hạt riêng với một người anh, người chị hay người em nào đó. Còn đối với những anh chị em khác thì lại vui vẻ, hòa thuận. Hoặc có khi cha mẹ mất sớm, anh chị lớn phải trông nom em nhỏ. Nếu hên thì gặp anh chị thương yêu em út
xui thì bị anh chị ghét bỏ đánh đập, đầy ải. Đây cũng là một loại oan gia nhưng không nặng lắm, vì khi lớn lên lập gia đình, ra ở riêng, tránh né, ít gặp gỡ thì oan gia cũng bớt đi. Gia đình nào giàu có, cha mẹ có gia tài để lại thì anh em tranh giành, ám hại lẫn nhau, giống như thời vua chúa xa xưa, anh em giết lẫn nhau để giành ngôi vua. Năm nhỏ xã hội. Ngoài những oan gia nặng nhất tụ họp trong gia đình, còn có loại oan gia nhẹ hơn ở ngoài xã hội, nơi công sở, hội đoàn, chùa chiền. Gọi là nhẹ hơn bởi vì nếu không chịu đựng nổi thì có thể bỏ đi chỗ khác. Nơi sở làm, ông chủ kiếm chuyện lợi dụng, xài xể, bóc lột, hoặc đồng nghiệp ganh tị, dèm pha, nói xấu. Đối với chủ hay cấp trên, nếu có thù oán từ kiếp nào thì họ sẽ đi tìm mình. Có người làm việc giỏi nhưng lúc nào cũng bị đối xử tệ bạc. Khi hết nợ oan gia thì tự nhiên chủ hay đồng nghiệp sẽ đổi thái độ với mình, từ hiếp đáp đố kỵ trở nên thân thiện, giúp đỡ, tăng lương.